lá vôi đang thống trị hầu hết giao dịch phái sinh Bitcoin. Theo một chia sẻ từ nhà phân tích thị trường tiền điện tử và là giám đốc điều hành của CryptoCoin, ông Ki Yong-ju, thị trường tương lai của Bitcoin hiện đang bị thống trị bởi các nhà đầu tư cá voi. Phân tích của ông đưa ra nhận định từ tất cả các sàn giao dịch đối với chỉ báo trung bình dòng chảy trao đổi phái sinh. Số liệu cho thấy lượng Bitcoin gửi trung bình vào các sàn giao dịch phái sinh từ các sàn giao dịch khác là tương đối lớn. Trên thực tế, tiền gửi trao đổi phái sinh đang ở mức cao nhất trong 5 năm. Bên cạnh đó, Chu cũng nhấn mạnh rằng sự thống trị của cá voi trên thị trường phái sinh hoàn toàn trái ngược với điều kiện thị trường vào tháng 12 năm 2021, khi các nhà giao dịch bán lẻ thống trị thị trường kỳ hạn Bitcoin với chủ yếu là các khoản tiền gửi thị trường phái sinh nhỏ. Gần đây, Chu cũng đưa ra một lưu ý rằng cá voi đang tích lũy Bitcoin giao ngay trên sàn giao dịch Binance. Các hoạt động mua lớn của họ đã gây khối lượng giao ngay Bitcoin cho tất cả các sàn giao dịch tăng 20 lần trong 6 tháng qua. Giá Bitcoin hiện đang giao dịch tại 19.036 đô la vào 7 giờ 30 sáng nay, giảm 0,57% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tether nỗ lực mở rộng sự thống trị của USDT ở Brazil. Trong một thông báo hôm thứ Năm, nhà phát hành stablecoin Tether đã cho biết họ có kế hoạch tích hợp USDT vào hơn 24.000 máy ATM trên khắp Brazil. Theo đó, người dùng ATM ở Brazil sẽ sớm có thể trao đổi đồng real sang USDT và ngược lại một cách dễ dàng, đồng thời có thể gửi USDT của họ đến bất kỳ đâu trên thế giới. Điều này sẽ mang lại những thay đổi lớn không chỉ cho ngành thanh toán mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính vốn đã suy thoái của Brazil. Chia sẻ về điều này, ông Paulo Adorno, CTO của Tether, cho biết những khó khăn và hạn chế do lạm phát và hệ thống tài chính kém bao trùm đã khiến nhiều công dân Brazil không thể tham gia vào nền kinh tế đang phát triển của đất nước. Việc bổ sung USDT vào các máy ATM trên khắp quốc gia này sẽ mang lại cơ hội cho nhiều người hơn trong hệ thống tài chính. Để thực hiện điều này, Tether đã hợp tác với công ty thanh toán địa phương SmartPay giúp tích hợp USDT với hệ thống thanh toán Brazil BX và TechBank, nhà cung cấp máy ATM lớn nhất Brazil. Chương trình dự kiến sẽ khởi động vào ngày 3 tháng 11 tới. Xét yếu thế, chiến thắng đang nghiêng về phía Ripple. Vụ kiện nổi tiếng và kéo dài dai dẳng giữa công ty blockchain Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, hay còn gọi là SEC, về các cáo buộc xung quanh mã thông báo XRP hiện đang đi vào những giai đoạn căng thẳng nhất. Trong một tweet mới đây, Tổng cố vấn Ripple, ông Stuart Adetari, đã bày tỏ sự vui mừng khi tiết lộ rằng SEC cuối cùng cũng đã tuân thủ lệnh tòa án để chuyển các tài liệu Hinman được yêu cầu từ lâu. Điều này cho thấy chiến thắng lại một lần nữa nghiêng về phía Ripple, khi các tài liệu này củng cố các lập luận pháp lý của công ty blockchain. Theo Andatory, các tài liệu bao gồm email nội bộ của SEC và bản thảo về bài phát biểu nổi tiếng của cơ quan quản lý tài chính năm 2018 vẫn được niêm phong trước công chúng. Được biết, SEC đã nộp các tài liệu theo lệnh tòa, được thẩm phán Annalisa Torres của Tòa án quận Hoa Kỳ thông qua vào cuối tháng trước. Trước phán quyết mới nhất, cơ quan quản lý đã đưa ra tổng cộng 6 lệnh khác để giao nộp các tài liệu. Trong khi đó, phía Ripple vẫn luôn giữ vững lập trường của mình rằng SEC không có cơ sở pháp lý để chứng minh các mã thông báo gốc XRP là một chứng khoán. Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá đường dây cá cược crypto trị giá 40 triệu đô. Theo một số nguồn tin địa phương, vào ngày 20 tháng 10, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la và bắt giữ 35 người đến từ 8 thành phố khác nhau với cáo buộc điều hành một nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp. Sau quá trình điều tra và theo dõi khá lâu, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hành pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã phá thành công đường dây này. Các nghi phạm đã bị bắt vì vi phạm luật tổ chức cá cược và trò chơi mây rủi trong bóng đá và các môn thi đấu thể thao khác. Lệnh bắt giữ được đưa ra đối với tổng cộng 46 nghi phạm, còn lại 11 đối tượng vẫn đang ẩn nấp. Cụ thể, sau khi thu thập số tiền kiếm được thông qua các nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp, các nghi phạm đã phân phối tiền bằng cách gửi chúng đến một số ví tiền điện tử được xác định là thuộc về những người đứng đầu đường dây này. Tại thời điểm hoạt động, tổ chức đã thu về khoảng 666 Bitcoin và hơn 14 triệu USDT, tổng số tiền lên đến 40 triệu đô la. Bankage Swap ôm tham vọng thống trị blockchain Aptos.
Trong một thông báo vào ngày 20 tháng 10, các nhà phát triển của sàn giao dịch phi tập trung phổ biến PancakeSwap đã đề xuất triển khai mạng chính của mình trên Aptos, một blockchain mới công bố mainnet gần đây. Theo đó, đề xuất được đưa ra khi các nhà phát triển của PancakeSwap cho rằng Aptos là một blockchain có chi phí giao dịch thấp, thông lượng giao dịch cao cũng như có tốc độ giao dịch nhanh, sử dụng phương pháp mới và được tối ưu hóa cho các nhà phát triển. Nếu đề xuất được thông qua, các nhà phát triển sẽ triển khai 4 tính năng chính của DEX bao gồm hoán đổi, farms, pools và các dịch vụ farming ban đầu trên Aptos vào quý 4 năm 2022. Điều này nhắm đến việc PancakeSwap có thể nhanh chóng tự thiết lập là DEX hàng đầu trên Aptos. Theo thông báo, mã thông báo gốc cây cũng sẽ có sẵn trên blockchain Aptos thông qua một cuộc bỏ phiếu diễn ra trên nền tảng vào ngày 21 tháng 10. Như CryptoLeakVN đã đưa tin trước đó, Aptos là một dự án blockchain được triển khai lại bởi đội ngũ của dự án Stablecoin Diem của Facebook. Sau nhiều năm hoạt động, Aptos đã chính thức công bố mainnet vào ngày 18 tháng 10. Mặc dù nhận được nhiều sự chú ý của các ông lớn trong ngành như FTX, Binance và Coinbase, nhưng lại vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng về tốc độ xử lý giao dịch trên mạng và nhiều vấn đề xoay quanh mã thông báo gốc APT của dự án. Giá của APT hiện đang giao dịch tại 7,61 đô la vào 9 giờ 20 sáng nay, tăng 5,3% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Nodes là gì? Vai trò của Nodes trong blockchain? Sau đây mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Trong không gian crypto, node được hiểu là một thiết bị trên mạng blockchain, là yếu tố nền tảng cho phép công nghệ blockchain hoạt động và tồn tại. Các nút được phân bổ trong một mạng lưới rộng và thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Một nút có thể là bất kỳ thiết bị từ điện tử nào đang hoạt động như máy tính, điện thoại hoặc thậm chí máy in, miễn là nó được kết nối với Internet và có địa chỉ IP. Các nút sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạng lưới bằng cách duy trì một bản sao của một blockchain. Trong một số trường hợp, node cũng dùng để xử lý các giao dịch. Các nút thường được bố trí theo cấu trúc dạng cây, được gọi là cây nhị phân. Mỗi một đồng tiền điện tử có các nút riêng, duy trì các bản ghi giao dịch của loại tiền đó, với các nút là các phần riêng lẻ của một blockchain, có cấu trúc dữ liệu lớn hơn. Và khi chủ sở hữu của các nút này sẵn sàng đóng góp tài nguyên máy tính của họ để lưu trữ và xác thực các giao dịch, thì họ có cơ hội thu phí giao dịch và kiếm được phần thưởng bằng tiền điện tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLeakVN. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLeakVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.